bây giờ là nằm bệnh viện ở đây nó là mấy ngày rồi bà? Mấy ngày, gần 10 ngày rồi. 10 ngày á, mà quê ở đâu, quê ở đâu? Quê đang ở đâu? Quê ở Sóc Trăng. Quê ở Sóc Trăng, mà bây giờ đó là nguyên nhân tại sao mà mình phải rời khỏi bệnh viện này? Tại vì không có tiền đóng, bác sĩ kêu không có tiền đóng anh phải chú chuyện ra. Đừng để cho mấy ông giám đốc ở trên nó biết. Yeah. Nói là mình tự về, nó không ai kêu hết. Đó. Yeah. Rồi không có tiền đóng hết tiền mà bệnh viện. Rồi yeah. Giờ không có tiền đóng bây giờ về. Vậy yeah. Ha. Dạ. Của yeah. Con các mình thì quân có thư lòng giúp đỡ cho xin chút ít gì đi. Đặng về tiền tàu, tiền xe gì về tới nhà yeah. Là cỡ khoảng 1.500.000. Dạ, yeah. Cái số yeah. Điện thoại của mình là số mấy vậy? Có biết không? 0-36-36 rồi 99-408. Dạ. Dạ. Rồi cái này nếu mà người ta quý bà con cô bác các mạnh thường quân gần xa mà nếu mà coi được cái clip của Thiện đó thì có một cái hoàn cảnh rất là khổ nha, nằm ở tại bệnh viện Đa khoa Kiên Giang mình. Thì hiện tại bây giờ đó là bà một vị chồng đó, bệnh đó, mà giờ không có tiền đó, đóng phí cho cái bệnh viện là nguyên nhân là không có bảo hiểm nha. Đó, không có bảo hiểm cho nên nó là rất là tội nghiệp. Nhà hoàn cảnh thì nghèo, quê ở Sóc Trăng, mà giờ đó, bệnh viện đó là đã nợ bệnh viện đó là 5 triệu mà không có tiền để đóng cho cái bệnh viện. Thì đây bây giờ đó là bệnh viện đó là cho về, mà giờ về nhà đó thì không có tiền để đi xe về, thành ra đó bây giờ bà cần các cô chú có thương thì cũng gửi cho bà một ít tấm lòng để cho bà có cái đồng tiền á, để cho bà được về quê. Nay đó cũng cầu xin các cô chú, nay cái số điện thoại của bà mới đọc lên đó, thì nếu mà ai có thương á thì cứ liên hệ với bà, rồi sự việc giúp đỡ như thế nào đó thì quý cô chú cùng đồng hành với bà để giúp cho bà để vượt qua những cái cảnh khổ nha. Nay đó bà ơi, bây giờ đó là cái hoàn cảnh của bà, thấy ở tại bệnh viện này á thấy rất là khổ. Dạ. Mà giờ đó là tiền á thì không có tiền không để đi tiền về quê. Về xe. Về quê nữa. Dạ, hồi nãy đó thì các cô chú ở trong cái bệnh viện á nằm chung phòng á là ai cũng có tấm lòng thương hoàn cảnh này, rất là thương luôn. Cho nên nó là cũng có ủng hộ cho bà một ít nhưng rất là ít, không có đủ số để cho bà dễ về quê. Đó, thì thôi bây giờ các cô chú mà có thương thì cứ liên hệ với bà rồi qua cái số điện thoại, rồi bằng cách nào giúp cho bà đó thì bà sẽ hướng dẫn. Mong có cô chú thương tình. Bà gia đình bà là hiện tại giờ là đang ở Phú Quốc hay là ở tôi bây giờ hai vợ chồng giờ là đang ở Phú Quốc. Đang ở Phú Quốc. Rồi cái vô bệnh viện Phú Quốc rồi cái nó nói chị không được, cũng còn tiêu chảy hoài gì đó, sốt xuất huyết bao tử á. Yeah. Rồi cái mới chuyển về đây, chuyển yeah. về đây mà trong mình tôi hồi đó đi xin mấy người lối xóm á thì được 2 triệu. Yeah. 2 triệu rồi vô đóng tiền phí là hết 1.500.000 rồi. Yeah. 1.700.000 rồi. Yeah. Còn có 300 mà sống mấy ngày tới giờ. Yeah. Ở quê thì cũng đâu có làm cái gì ha, có làm có, cái gì có tôi yeah. đi bán mỗi ngày. Yeah. Rồi bữa hổm tôi đi bán cái tôi lên máu cái nó yeah. chóng gió mặt mày. Yeah. Cái tôi lủi xuống đè yeah. xe nó đè tôi. Bây giờ xe hư nữa, không có tiền sửa đặng mà đi bán nuôi ẩm nữa. Dạ. Hoàn cảnh cũng khổ đó, quý cô chú. Đó, cũng mong quý cô chú cô bác mạnh thường quân gần xa. Cái này là quá khổ luôn á. Quá khổ luôn đó. Thì khi mà có cô chú mà có liên hệ á qua cái số điện thoại đó thì cứ xem xét lại những cái hoàn cảnh của hai vợ chồng cô, rồi nhắm mà mình có giúp đỡ được cái thì dùng giúp đỡ cho bà để cho bà vượt qua những cái cảnh khổ. Giờ chồng lại giờ bệnh là không tiền đó, mà giờ về đó là phải kiếm tiền để mua thuốc để uống thuốc nữa đó, cho nên rất là khổ lắm. Bây giờ mong quý cô chú có thương á
thì giúp đỡ cho hoàn cảnh của bà. Dạ. Đó, ở nhà bà có con cái gì không? Không, giờ có đứa đó đó. Vậy hả? Dạ. Ê, đứa nhỏ, quý cô chú nha, cái đứa nhỏ này đó là một đứa con đó ha, mà lo nhà cho hiếu thảo lắm á, lo cho ông á là suốt hành trình bệnh hôm nay đó, thành ra đó là quý cô chú có thương gì cũng giúp đỡ cho. Ông rồi. Bác sĩ ở đây thương nó lắm, cho tiền nó mua đồ cho nó hoài luôn á. Vậy ha. Rồi, vậy là ủng hộ 1 triệu phải không? Dạ. Dạ, có cô này thấy luôn nè, cái gì nè. Nè, bên này là cô này cho gì 1 triệu nè. Dạ. Để cho Giang coi trực tiếp luôn. Luôn. Dạ. Rồi cứ nói đi, cứ muốn nói gì với Mạnh Thường Quân thì nói đi. Nè cô 100 triệu nè. Dạ. Đó. Cô dâu tự đó nghe. Đang được ủng hộ nha. Rồi rồi ta cảm ơn đâu chứ. Rồi rồi mà các anh Thường Quân ơi, dạ. Mình thương tình giúp đỡ vợ chồng tôi đi khổ dữ lắm á. Dạ. Tôi mang ơn. Giờ đọc qua thêm một cái số điện thoại thêm một lần nữa đi. 036. Dạ. 36. Dạ. 99. Dạ. 408. Dạ. Gặp ai tên gì? Cô Hoa đi. Dạ. Cô Hoa ha. Rồi thôi hết lấy từ qua. Còn lấy mẹ. Mẹ đang trực tiếp nè. Mình cảnh khổ. Ở khu quách. Không có bảo hiểm. Biết bao nhiêu tiền. Không có tiền đóng phí luôn. Nhờ bà con cô bác người ta gom góp tiêu tiền cho. Bắt đầu đẩy đi ra ngoài để phòng chờ á, bệnh viện để về đó quý cô bác. Đó. Nè ông chồng nè, bệnh. Đó. Ra phòng chờ bác. Còn nghiệp ha. Mới chào cả nhà nha. Hôm bữa nay á thì gặp được cái hoàn cảnh ở trong cái bệnh viện đó rất là khổ luôn. Hiện tại bây giờ đó là ở trong bệnh viện mà cái chú này nè là con vô bệnh đó là ở khoa tiêu hóa ở bệnh viện Gạch Giá, mà nhưng chú bị không có cái bảo hiểm đó, thành ra nợ tiền của bệnh viện, cho nên bệnh viện cho chú được đi về. Gia đình không có tiền để điều trị tiếp tục, cho nên không có tiền về xe, về đò đó. Cho nên nó là rất là khổ luôn quý cô chú đó. Cho nên nó là từ ở trong khoa bây giờ chuyển đi ra ngoài này để bà đang ngồi ở chỗ nhà chờ đó, là định ngày mai mới về. Cho nên nó hoàn cảnh này rất là khổ luôn, không có tiền về đó. Cho nên nó, nếu mà quý cô chú có thương thì có số điện thoại của bà đó để giúp đỡ cho bà để cho bà được có tiền để về quê đó. Đây là hoàn cảnh thật nha, không có giả tạo gì hết trơn đó nghe quý cô chú. Cả nhà có thương thì giúp đỡ cho gia đình hoàn cảnh của bà. Nó có một đứa cháu là cũng như là chăm lo cho ông rất là nhiều luôn. Mới 12 tuổi đó hả? Dạ. Dạ. Thấy bệnh tội nghiệp ha. Chú bệnh gì vậy bác? Tiểu đường á, cưa giò. Dạ, tiểu đường cưa đò. Bị xuất huyết bao tử nữa. Dạ. Dạ. Thấy tội nghiệp ha. Mà không có tiền luôn đó. Bây giờ đó là nếu mà quý cô chú có thương á thì cứ điện thoại trực tiếp với bà, rồi bà có thể liên hệ để giúp đỡ cho bà nghe quý cô chú. Và hiện tại giờ là không có tiền về xe luôn nè, không có tiền về đồ luôn đó. Rồi giờ đó là ra ngoài bệnh viện và phải nằm ở ngoài phòng chờ nè đó, để chờ tiền quý cô bác cho rồi mới có tiền để đi về quê đó. Bây giờ là không được nằm trong phòng giường nữa. Rồi nếu quý cô bác có thương thì giúp đỡ cho bà nha. Tội nghiệp ha.
Bây giờ nếu mà mạnh thường quân nào đó mà có điện cho bà mà để giúp đỡ cho bà đó thì bà cũng cố cảm ơn người ta ha.